Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một bằng máy tính Casio. Chúng ta biết rằng cái hình này nó đốt xuống qua cái trục ở đây. Cho nên để dễ dàng cho bóng máy tính Casio, mình sẽ lấy cái phần này mình nhân cho 2 nha. Mình sẽ đặt hệ trục tọa độ nằm ở đây. Như vậy, chúng ta có hai tọa độ là A và B. Chúng ta biết từ A đến B cách nhau là 4, cho nên cái khoảng cách từ đây nè, chúng ta sẽ có là trừ 2, 0. Bên đây là 2, 0. Tại vì khoảng cách của hai điểm là bằng 4 và đối xứng nhau qua trục OI. Tiếp tục, chúng ta sẽ viết phương trình hình tròn. Thì chúng ta biết đây chính là hình tròn của A, còn đây chính là hình tròn của B. Như vậy, đối với hình tròn của A thì chúng ta sẽ có là x cộng 2 tất cả bình phương cộng cho y bình phương bằng 4 bình phương. Bán kính của này là bằng 4. Tiếp tục, cục thứ hai chúng ta có x trừ 2 tất cả bình phương cộng cho y bình phương bằng 4 bình phương. Như vậy, chúng ta thấy rõ đây là phần dương của hình tròn thì nó nằm phía trên. Cho nên chúng ta sẽ đẩy cái cục này sang bên đây. 4 bình là 16. Sau đó mình đặt căn bậc 2 cho hai bên. Thì chúng ta sẽ chọn phần dương, đó chính là dương của căn bậc 2. 16 trừ cho x cộng 2 tất cả bình phương. Chúng ta làm tương tự cho cục thứ hai, chúng ta sẽ có y bằng căn bậc 2. 16 trừ cho x trừ 2 tất cả bình phương. Và bắt đầu từ đây chúng ta dùng máy tính Casio. Thì chúng ta thấy rõ cái phần gạch gạch này nè. Có chi phí là 150. Tuy nhiên chúng ta đối xứng qua bên kia. Cho nên mình sẽ nhân cho 2 nha. Thì cái cục này sẽ trở thành 300. Còn cục này á, phần màu đen thì chúng ta có giá là 100. Mình sẽ nhân cho 2 tại vì nó đối xứng. Và đây là 250 nhân cho 2 chúng ta sẽ có 500. Như vậy mình sẽ lấy 500, 200 và 100 à 300 nha. Để dễ dàng tính toán. Bây giờ chúng ta sẽ dùng máy tính Casio. Thì chúng ta thấy rõ cái phần gạch 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 này nè chính là cái của hình tròn bên đây. Như vậy, chúng ta sẽ lấy cái phương trình này. Chúng ta sẽ lấy số 300 trước, nhân cho tích phân từ 0 cho đến 2. Và chúng ta sẽ có căn bậc 2, đó chính là 16 trừ cho alpha x cộng 2 tất cả bình phương. Tiếp tục, cộng cho số tiếp theo là ở đây là 200, nhân cho tích phân. Chúng ta thấy rõ ở đây là phần trên, còn này phần dưới. Phần trên ở đây chính là cái phương trình này. Còn phần dưới là cái phương trình này. Như vậy chúng ta sẽ có là từ 0 cho đến 2. Mở ngoặc ra chúng ta sẽ có tích phân. Và chúng ta sẽ có là 16 trừ cho mở ngoặc alpha x trừ 2 tất cả bình phương. Trừ cho căn bậc 2 16 trừ cho mở ngoặc alpha x cộng 2 tất cả bình phương. Và viết tiếp tục. Số tiếp theo là phần màu trắng là nó nằm ở phần phía trên là 500. Chúng ta biết cái đường này nè chính là bằng y bằng 4. Như vậy chúng ta sẽ lấy phần y bằng 4 là phần trên trừ cho phần dưới chính là cái cục này. Như vậy chúng ta sẽ có là tích phân từ 0 cho đến 2. Và chúng ta có x bằng lộn có số 4 trừ cho căn bậc 2. Và chúng ta sẽ có cái số dưới này.
Máy nó hết chỗ rồi. Thì như vậy mình tính hai cục đầu tiên trước. Thì nó sẽ ra cho mình kết quả. Mình lưu lại. Như vậy mình sẽ lấy cái ship storage. Và chúng ta sẽ có cục tiếp theo là cái cục này. Và chúng ta sẽ lấy 500 nhân vô. Chúng ta có số 0 cho đến số 2. Và chúng ta có 4 trừ cho căn bậc 2 của cái cục này. Và chúng ta ra kết quả ở đây. Và mình chọn là câu D.